Đó, con này xương da rất là ngon và mát này anh em này. Đấy, mẫu này anh em đặt trên bàn học, bàn làm việc cực kỳ là ngon luôn anh em nhé. Thì cái gió xương này thổi thẳng vào người mình, anh em có thể đặt trên bàn học, đấy, bàn làm việc cực kỳ là hay ha. Đấy, dòng này mà nó tích điện nữa thì thôi rồi luôn anh em nhé. Hello, xin chào toàn thể anh chị em nhá. Hôm nay tiếp tục em lại về thêm một số những cái đồ chơi giao lưu cùng toàn thể anh chị em. Đấy, mong rằng mọi người ủng hộ cho em Thanh Phạm, xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn toàn thể anh chị em. Sản phẩm đầu tiên thì lên chia sẻ đến cho anh chị em một cái mẫu, đó là cái quạt phun sương hơi nước anh em này. Đấy, mẫu này là mẫu vuông anh em nhá, mẫu vuông, và nó là cũng là cái mẫu mới lên để cho anh em tham khảo. Dòng này thì các bác có thể là đặt ở trên cái bàn làm việc, bàn máy tính các thứ, rồi là cho bàn học của các em bé nhà mình. Đó, thì nó vuông vức như này, nó rất là xinh xắn nha anh em nhá, rất là xinh xắn như này. Đó, anh em cho nước vào đây này, cho nước rô vào đây nhá, nước rô vào đây, và anh em có thể là cho cả cái đá vào đấy được, cho đá đá khô, đá lạnh đều được. Đấy, sản phẩm nó tặng kèm cho anh em đi theo luôn này, là một cái cáp sạc ở đây nhá. Cáp sạc ở đây là anh em cắm vào AC 5V, AC 5V là anh em xài được rồi. Thì lát nữa em sẽ view luôn cho anh em luôn nhá. Ở đây là có một cái cánh quạt này, trong này thì nó sẽ có một cái phần hơi xương xuống anh em nhá. Đây, em sẽ mở ra cho anh em coi luôn. Đó, kết cấu của nó thì nó đơn giản thôi. Đây này, nó có cái phần xương xuống này. Đấy, xương nước từ trên này xương xuống đây, cánh quạt bắt đầu thổi ra, thổi ra là nó sẽ mát anh em nhé, mát. Rồi ok, bây giờ em sẽ test luôn cho anh chị em này, test luôn. Ở đây thì có cả một cái màng lọc nữa này. Đấy, cái màng lọc khu ẩm ở đây này, để khi mà anh em có phun xương thì nó cái hơi xương nước của nó ra nó không bị ướt các kiểu nhá, nó không bị ướt được cái thí dụ như là cái giấy làm việc của mình chẳng hạn này, hoặc là máy móc anh em nhá. Đó, đây là cái phần phe quạt gió này, anh em muốn đẩy xuống thì đẩy, mà đẩy lên thì đẩy này. Đấy, các bác có nhìn thấy không ạ? Đấy, phe quạt gió này. Rồi ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ đi test vào sản phẩm luôn. Anh em nhớ cắm vào cái điện AC 5V nhá, qua một cái củ sạc điện thoại, hoặc là một cái ổ cắm mà có DC 5V là được. DC 5V là được. Rồi em sẽ cho nước vào luôn này. Rồi, anh em cho nước vô vào đây. Đấy, đựng được một chai la vi nhỏ luôn đấy, nước ấy. Rồi, các bác có đá thì cho đá vào đây, không có thì chúng ta sẽ thôi. Đấy, bật lên luôn này. Rồi, ok. Bật lên thì bên này là nút đèn này. Đấy, nó có đèn. Một bên là quạt. Nó có 3 cấp độ ở đây. Bây giờ em cho anh em xem cái xương của nó đã nhá. Đấy, các bác có nhìn thấy cái phần xương của nó không? Đấy, gió ra đây rất là mát đây này, anh em nhìn nhá. Đó, phần xương này, gió ra đây rất là mát nhá, gió ra đây rất là mát. Và đằng sau này thì nó sẽ có cái phần cánh quạt đây này, nó thổi ra thôi. Đấy, nó thổi ra thôi. Còn đây là phần công tắc của quạt gió. Rồi, cái này là công tắc đèn. Đấy, anh em bật đèn lên này. 1, 2, 3 này. Đấy, tắt này. Cái này nó là công tắc đèn. Công tắc đèn anh em này, công tắc đèn này anh em ấn ở đây nó tự động nó chuyển màu nhá, tự động chuyển màu đèn này. Đấy, anh em thấy không? Đó, anh em nhìn thấy chưa? Xương da này, xương da này. Thì các bác đưa cái đầu này vào thôi, đưa cái đầu này vào thôi. Đấy. Dòng này anh em có thể đưa lên đưa xuống này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy xương này. Đấy, tùy thuộc vào anh em điều chỉnh nhá. Rồi, em sẽ đo thông tin kích thước cho anh em sử dụng cái mẫu như này. Dòng này anh em cứ đưa phà thẳng vào người rất là dễ chịu, mát, rất là dễ chịu nhá. Đấy. Đấy, anh em nhìn nhá. Đây, xương đang ra này. Đấy, quạt rất là mát này. Bây giờ em sẽ đo thông tin kích thước của nó này. Chiều ngang của nó là 14,3 nhá, mọi người nhá. Chiều đứng của nó này. Chiều đứng của nó, con này nó rơi vào là 16 phân mọi người nhá. Và chiều sâu của con này nó là 16. Đấy, nó là 16 anh em nhé. Thì dòng này anh em đặt trên bàn làm việc, bàn học rất là ngon, là xinh xắn nhá. Đấy, nước ở đây. Đấy, các bác có thể cho cả vài viên đá vào đây được, cho nước nó mát. Nước mát thì cái xương này nó lại càng mát hơn. Đấy, anh em nhìn cái xương nó tỏa ra không? Rồi, ok anh em này. Đó, con này xương da rất là ngon và mát này anh em này.
Đấy, mẫu này anh em đặt trên bàn học, bàn làm việc cực kỳ là ngon luôn anh em nhé. Rồi ok, em lên mã cái mã này cho anh chị em nhé. Đấy, quạt này là quạt S1 nhá, quạt phun sương S1. Con này giá chỉ có 190.000 thôi anh em nhá. 190k cho một cái mã S1 như này. Ở trên này thì anh em có thể đổ nước vào đây nhá, đổ nước vào đây. Và ở đây nó có cái cánh quạt này. Ở đây thì nó sẽ có năm cái tép phun sương cho anh em, sương tương đối là mịn. Đấy, quạt gió này, gió lạnh này, đèn ngủ này, hẹn giờ. Đó, rất là hay ha. Rồi, con này sẽ là có cái nguồn ở đây. Đấy, có cái sạc ở đây anh em cắm rô nhá. Để nước rô đây cho em luôn này. Chất nhựa ở đây. Anh em có thể nhìn thấy cái nước ở đây luôn nhá. Phần nắp này. Nắp này thì nó cũng có gioăng cao su luôn. Đấy, gioăng cao su luôn cho anh chị em luôn. Rồi. Con này AC là 5V 2A mọi người nhá. Đấy, và 10W. 10W. Rồi, anh em sử dụng điện AC 5V. AC 5V củ sạc điện thoại của các bác nhá. Sản phẩm thì nó sẽ đi kèm thêm cho anh em dây sạc này, và anh em có thể xách lên đây như này được. Đấy, anh em có thể ngửa lên được như này. Đấy, để thổi cái hương cái xương ra cho nó mát mọi người. Rồi, đây là chức năng đầu tiên là cánh quạt bật này. Cánh quạt bật này. Bắt đầu xương ra này. Đấy, xương một cái xương này. Hai xương là ba xương rồi nhá anh em nhá. Xương ra rất là mịn này anh em này. Đấy, ấn thêm một nút nữa là thêm một cái phần xương nữa ra này anh em này. Đấy, rồi em bật quạt mát. Quạt ở đây thì nó sẽ có 3 chế độ anh em nhé. Có 3 chế độ quạt luôn. Ở đây là bóng nguồn này, tức là bóng đèn ngủ anh em nhé. Các bác có thể bật bóng đèn lên cho nó feel linh luôn. Rồi, ở đây là cái nút hẹn giờ. Đấy, nút hẹn giờ. Đấy, các bác có thể nhìn cái phần xương của nó này ra này. Xương tương đối là mịn nhá anh em nhé. Đấy, rất là mát rồi. Tính rất là mát rồi. Đây, bây giờ em tắt quạt đi để cho anh em thấy cái xương của nó này. Đấy, xương ra tóe mẻ luôn. Rất là mịn. Rất là mịn này, anh em nhìn này. Không có ướt hề, ướt tay luôn. Rồi, ok anh em. Bật quạt lên. Đó, bật quạt lên. Thì cái gió xương này thổi thẳng vào người mình. Anh em có thể đặt trên bàn học. Đấy, bàn làm việc cực kỳ là hay ha. Đấy, dòng này mà nó tích điện thì thôi rồi luôn anh em nhé. Dòng này nếu mà tích điện thì tuyển luôn. Nhưng mà dòng này anh em cắm sạc AC 5V nhé. Cắm qua cái củ sạc điện thoại của các bác này. Nên là nó sẽ giá thành nó vừa phải. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, cái cánh quạt này anh em có thể là gì? Cánh quạt này anh em có thể là mình nâng lên nâng xuống được. Anh em nào quan tâm đến cái mẫu này thì nó là cái mẫu S2 nhá. Mẫu quạt phun sương S2. Đó. Thì giá của nó là 250.000 anh em nhá. Đấy, kích thước của nó là hơn một gang tay của em như này. Đây thì em sẽ đo luôn cho anh chị em luôn nhá. Ngang của nó là 20 này. Đấy, chiều đứng của nó là 26 anh em nhá. Chiều đứng của nó là 26 như này. Đấy, các bác có thể là quan sát này. Rồi là chiều sâu của nó thì nó áng chừng nó khoảng tầm 7-8 phân. Đấy, 8 phân, hơn 8 phân mọi người nhá. Đấy, mã S2, quạt phun sương S2, giá là 250.000 đồng. Các bác nào quan tâm đến cái mẫu này thì báo em. Tiếp tục về thêm cho anh em một cái mã quạt đeo cổ này. Đấy, anh em mua về cho cháu chắt nhà mình, hoặc mình nóng quá cái mồ hôi cổ nó ra ấy các bác nhá. Làm việc nó không được năng suất thì anh em sử dụng cho em cái mẫu này. Đấy, để em xem là nó có mấy màu anh em nhá. Nó có mấy màu như này. Ở đây thì có một màu xanh như này. Con này là màu màu pink à, màu hồng này anh em này. Đấy thì bốc xô cho anh em thôi nhá. Dòng này nó là tích điện luôn nhá các bác nhá. Dòng tích điện luôn này. Đấy. Ở đây anh em đeo cổ này. Ở đây thì nó có một lượng gió từ đây này. Đấy, rồi ra tận cổ này. Đó, mà mình cái này mình uốn éo được nhá. Đấy, công tắc tắt nguồn ở đây này. Tắt bật ở đây này. Đó, anh em thấy không? Cái này là đeo vào cổ là rất là mát nhá mọi người nhá. Rất là mát cổ luôn. Đấy, là anh em có thể là không bị mồ hôi cổ nữa. Hết pin thì anh em có thể sạc ở đây. Nó tích điện được cho mọi người. Đấy, em chưa bật hết công suất maximum của nó lên. Đấy, đây này, 3 cấp độ anh em nhá, 3 cấp độ. Mọi người, cấp độ thứ 4, ấn lần thứ 4 là nó sẽ tắt, mọi người nhá. Đấy, rất chi là mát rồi. Đấy, mình đeo lên cổ mát lắm anh em ạ.
Ok anh em, lên cho anh em cái mã này, nó có cả màu xanh nhá, thì bốc lẫn lộn cho anh chị em thôi. Chứ chọn màu là nó thực sự là nó không có thời gian anh em ạ. Đấy, còn con nào nó cũng đẹp mà. Cái này phục vụ cho anh em để nó mát cổ, để làm việc cho nó hiệu quả, học hành. Ok, em xin báo giá cho anh em cái mẫu này. Đấy, quạt đeo cổ, giá nó có vài chục ngàn thôi anh em nhá, 90k trên một chiếc quạt đeo cổ như thế này. Đấy, thì các bác nào quan tâm đến cái mẫu này thì có thể liên hệ nhá, tặng cháu chắt các thứ và các bác đeo vào cổ rất là mát. Ok anh em. Tiếp theo thì em còn một ít cái dòng máy xay sinh tố này, lên thanh lý nốt cho anh chị em vào cái mùa hè này để mình có thể xay trái cây, hoa quả, xay cua đúng bài luôn anh em nhá. Thì em có thêm cái cục nguồn 250W như này, 250W như này. Xài điện là anh em chuyển điện từ 220 sang 110. Con này rất là phù hợp để anh em xài cái máy xay sinh tố nhá. Xài máy xay sinh tố. Con này của nó là hoàn toàn quấn bằng đồng, quấn bằng đồng. Đấy, dây đồng luôn cho anh em, có công tắc tắt bật ở đây, các bác cắm điện vào đây là xài thôi. Bây giờ em sẽ test luôn cho anh chị em để sử dụng con này nhá. Giá con nguồn xanh như này là 250.000 đồng. 250.000 đồng. Đấy, củ đồng, dây đồng luôn nhá mọi người nhá. Cắm điện vô, test luôn cho anh chị em một cái mẫu nó nhỏ nhỏ xinh xắn như này, rất là tiện lợi cho anh chị em nhá. Đấy, và bao bọc cái phần nhựa này nữa rồi, rất là chắc chắn và uy tín luôn. Đấy, công tắc tắt bật này. Đó, em cắm thử một cái máy xay cho anh chị em xem luôn. Đấy, con này là AC của nó là 110 này, hàng nội địa Nhật này, hàng nội địa Nhật này. Đấy. Đó, anh em thấy không? Rất là ngon luôn. Để anh em có thể dùng cái máy xay sinh tố ở đây, hoặc anh em có thể sử dụng nhiều các thiết bị khác, nhưng mà tùy thuộc vào công suất anh em nhá. Tùy thuộc vào công suất. Rồi, con này là giá là 250.000 này. Các bác nào cần thì quan tâm thì liên hệ với em để chúng ta có thể sử dụng được vài các thiết bị khác trong gia đình. Rồi. Tiếp theo là em sẽ lên cho anh em thanh lý cho anh em những cái mẫu máy xay sinh tố như này nhá. Máy xay sinh tố như này. Con này là con Nakasa này. Đấy, cối thủy tinh. Cối thủy tinh rất là đẹp như này cho anh chị em nhá. Màu xanh này. Đấy, phần đế xoay của nó đây. Lưỡi là lưỡi thép trắng anh em nhá. Lưỡi thép trắng này. Còn đẹp long lanh chưa anh em nhá. Đẹp long lanh này. Con này thì đây. Các thông số các thứ ở đây thì này. Mở đây. Nó rơi vào khoảng tầm 190W anh em nhá. 190W cho con này. Rất là khỏe. Oh, ok anh em, một cái mẫu như này. Đấy, cối đây. Con này giá của nó chỉ có 490.000, 450.000 bao ship anh em nhé. Mẫu này đẹp và khỏe nữa anh em ạ. Mẫu này đẹp và khỏe nữa. Mã này là mã X1 nhá. 450k. Cái này em sẽ xóa cho anh em thôi. Bao ship cho anh chị em luôn nhá. Đấy. Một con cối như này, cối thủy tinh nhá. Đẹp lắm mọi người ạ, 450.000 đồng. Mã tiếp theo anh em nhá. Mã tiếp theo này. Con này là con này thương hiệu là Tewin Biren. Đấy, thì nó có một cái thông tin ở đây anh em nhá. Lưỡi thép và có răng cưa luôn này. Đấy, cái này nó bằng nhựa. Dòng này anh em về xay sinh tố nhá. Xay sinh tố. Giá con này là con B2, chỉ có 350.000 thôi. Ở đây công suất của nó là 120W. Đấy. AC của nó là 100 nhá. Dòng này thì anh em rất là nhỏ nhắn xinh xắn này. Cái này có 500ml đến đây này. 500ml đến đây. Anh em xay chuối, xay hoa quả các thứ rất là ngon và tiện lợi nữa. Nó nhẹ nhàng nữa anh em nhá. Nó rất là nhẹ nhàng. Thì anh em ở đây thì đưa vào những cái khớp đây này. Nó có khớp cá của nó mới chạy nha các bác nhá. Đây, để em đưa vô. Đưa đúng vào khớp cá của các bác ạ. Đấy, đây này, cái khớp của nó này. Đấy, thì khi mà nó ấn vào cái khớp này, bắt đầu nó mới chạy này. Đấy, rất là đẹp như này, xinh xắn, nhỏ nhắn, chiều cao hơn 20cm. Rồi, em sẽ cắm điện vô cho anh em coi luôn. Con này có một công tắc thôi. À, đây. Rồi, ok anh em, cực kỳ là ngon luôn. Đây, phần lẫy này. Đấy, mọi người phải ấn vào đây này. Cái lẫy này. Rồi,
Con này giá của nó là con 350.000, con mã B1 các bác nhá. Mã B1 350.000, bao ship cho anh em luôn. Tiếp tục em về thêm cái dòng iPod 3 Pro. Hàng này thì nó hàng xuất sang Nhật anh em này, hàng xuất sang Nhật của thương hiệu Apple nhá. Con này được cái là nó nguyên seal luôn cho anh em này. Đấy, nguyên seal anh em này. Nguyên seal còn về còn túi bóng này. Giá thì siêu là rẻ rồi. Hàng iPod 3 Pro này con cái núm tai nó khử cái tiếng ồn cho anh chị em luôn, và nó là dòng cực kỳ là chất lượng. Đây. Anh em cho các bác, em cho các bác nghe thử thoải mái nhá. Rồi mới nhận hàng. Đấy. Giá tiền của nó là 250.000 một bộ. Đây em cui thùng ra một cái này này cho anh chị em đây nhá. Cái con bình thường ấy của nó thì nó không có cái mã chữ Nhật như này đâu. Đấy. Nhưng mà cái con này ấy, thì là nó lại có đây này. Con này thì nó là Apple USA này, sang USA này. Đấy, em bóc tem rồi. Con này là iPod 3. Bóc tem rồi. Còn con iPod 3 Pro đây. Đấy. Nó có cái dòng chữ Nhật như này này. Đấy, và bên đằng này nữa. Rồi ok. Hàng thì hàng mới luôn nhá. Các bác về tự bóc siêu luôn. Đấy, nghe thì cam kết với các bác là chất lượng. Đấy, còn đây là những cái núm tai nó tặng kèm lên này. Đây là cái dòng cáp sạc của nó này, các bác cắm sạc vào đây giúp em. Đấy, nó nghe khoảng tầm 4 tiếng, 4 đến 5 tiếng. Anh em nghe 4 đến 5 tiếng xong lại cắm vào cái đế sạc này là chúng ta sẽ lại tự động nó sẽ sạc cho các bác. Đó, rất là hay luôn. Và cái dòng này nhá, rất là hay một điều như này. Anh em đang kết nối một lần nhé. Lần sau các bác chỉ cần cứ đưa tai lên là nó tự kết nối thôi, cứ mở ra tự kết nối thôi, không cần phải kết nối lại nữa. Rồi khi mà anh em nghe nhạc nhá, mình bỏ cái tai này xuống là nhạc tự tắt này. Đấy. Và lại nhấc cái tai này lên là tự động nó là điện thoại nó lại bật nhạc lên. Đấy, khi mà anh em đang sử dụng nhá, rất là hay một cái điều như vậy. Ở đây là cái cảm biến vân tay này, cảm ứng vân tay nhá. Anh em có thể gạt lên gạt xuống này để cho to nhỏ. Đấy, thì tùy thuộc vào anh em cài đặt nhá. Giá chỉ có 250.000 thôi, hàng ngon chất lượng bổ rẻ anh em này. Đấy, các dòng chữ nó ở trên này hết này. Đấy. Kết nối thì dễ dàng thôi. Kết nối thì nó sẽ không có ngại nhá. Khi mà anh em kể cả là Samsung, Oppo rồi là Vivo, nói chung là cái gì nó cũng kết nối được hết. Ngoại trừ là tức là dòng iPhone của nó thì nó sẽ dùng nó sướng hơn. Đấy, tức là nó dành riêng cho dòng iPhone, nhưng mà các bác con nào các bác cũng kết nối được. Dòng iPod 3 Pro để anh em có thể nghe nhạc không dây đều được. Giá của nó là 250.000 anh em nhé, 250.000 trên một con iPod 3 Pro như này. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến anh em đó là cái mẫu bơm 2T của thương hiệu Stanley nhá. Thì con này nó sử dụng cho em 2 xi lanh, 2T này. Đó. Và đây có cái đồng hồ, nó sẽ báo cái hiển thị cái cân hơi của các bác ở đây. Thì bình thường là anh em sử dụng bơm tối đa là 4 kg hơi. Đấy, 4 kg hơi. Ở đây thì nó sẽ có bao gồm cho anh em là những cái đầu bơm bóng bay, rồi bơm cái những cái xe đạp thông thường. Đấy, anh em ở đây xe đạp, xe máy, xe đạp điện, rồi ô tô 4 bánh đều được anh em nhé. Đấy, con này thì 2T nó rất là khỏe và anh em có thể ấn được bằng tay được. Đấy, rồi thậm chí anh em có thể sử dụng bằng chân đều được như này. Đấy, em mô phỏng thử nhá. Đó, đây thì em sẽ cân cái phần bịt cái phần hơi này vào để xem cái áp suất của nó như nào cho anh em xem nhá. Đấy. Đấy. Đấy, cái phần kim của nó sẽ là báo luôn cho anh em. Tối đa cho các bác bơm là 10 kg hơi. 10 kg hơi trên một cái bơm như này. Và con này tương đối là chắc chắn cho anh chị em đây. Đấy, tương đối là chắc chắn nhá. Rồi, ok, cái mẫu bơm này giá của nó là 250.000 đồng. 250.000 đồng trên một cái bơm. Thì anh em nào cần thì cứ liên hệ với shop nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một số những cái món đồ nghề của bên shop. Thì anh em nào quan tâm đến những cái món đồ nghề như này thì có thể tham khảo qua nhá. Tiên thì em sẽ giới thiệu đến anh em những cái bộ kìm này. Đấy, thì ở đây em đang có một cái bộ kìm của thương hiệu Kabushi nhá. Con này thì như màn hình đi, anh em nhìn thấy thì nó cực kỳ là xịn sò và chắc chắn này. Từ những cái chất nhựa cầm tay cho đến những cái phần chất thép CRV ở đây. Đấy, thì đầu tiên một bộ như này thì của nó là có một cây kìm cắt nhá mọi người nhá. Cây kìm cắt để cho anh em có thể cắt ốc, cắt đinh rồi là cắt ốc vít mọi người nhá.
Còn con kìm đầu bằng như này thì một số những cái thao tác thông thường anh em nhé. Ở đây là sắt thép CRV này. Đấy. Thương hiệu Kabushi là một cái thương hiệu nổi tiếng của Nhật. Đấy, anh em nhìn nhá. Rồi, những cái mẫu như này thì thực sự là các bác không có thể nào mà mua ở ngoài mặt đất nó có phổ thông được. Đấy, chỉ có từ trên mạng mới rất là nhiều thôi. Rồi, ok, không thể thiếu được cái con kìm mỏ dài như này. Đó. Thì cái mẫu này em gửi đến cho anh chị em với mức giá chỉ có 450.000 thôi nhá. Và anh em mua lẻ từng con một thì em sẽ báo giá lẻ luôn nhá. Con này kìm mỏ nhọn là 150.000 này. Còn con kìm cắt như này. Đấy, con kìm cắt như này cũng làm con này giá là 170. Và cái con này nó cũng là giá là 170.000 đồng. Đó, thì anh em thích lẻ thì có giá lẻ, và anh em thích cả combo này thì giá nó sẽ tốt hơn và cũng được bao ship cho anh em nhá. Ba chiếc combo là bao ship này. 450.000 một combo. Tiếp tục là đến một cái phần kìm của nhà FO. Nhà FO là hàng Fukako. Đấy, Fukako. Thì dòng này nó là con kìm 8 inch nhá mọi người nhá. Kìm đa năng 8 inch. Đấy, nó có phần ép cốt, rồi là cắt đinh, rồi là mình ghim con một con bu lông. Đấy mọi người nhá. Thì ở đây là tuốt được dây điện từ 1.0 cho đến 6.0 như này. Đấy, các bác có thể nhìn này, rất là vip 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 luôn. Con này đây em gọi tắt nó là thương hiệu FO, kìm 8 inch và 220mm này. Đấy, 220mm này. Rất là chất lượng cho anh chị em để anh em làm điện. Con này cực kỳ là hay luôn. Giá con này nó là 200.000 đồng anh em nhé. 200k trên một chiếc như này. Đấy, nó còn vài chiếc. Tiếp theo em sẽ gửi đến cho anh em cái mẫu, đó là cái kìm bấm của thương hiệu FO luôn. Con này là con kìm bấm này, chất thép của nó là chất thép CRV đây. Anh em nhá, chất thép CRV đây. Anh em làm đồ nghề thì không thể thiếu những cái món như này được. Đấy, chấu của nó tương đối là to như này để cho anh em vặn nhá. Đấy, thương hiệu FO này. Chất thép CRV là 2402 này. Đấy, anh em nhá. Thì chấu của nó đây mọi người này, chấu của nó cực kỳ là to luôn. Đấy, cơ cấu hoạt động của nó thì nó sẽ bóp vào thì nó sẽ mở ra thôi. Rồi, ok anh em. Các bác nào quan tâm đến cái mẫu này, giá của nó là 180.000 đồng trên một chiếc kìm như này. Đấy, rất là mới cho anh chị em luôn. Tiếp theo em còn một hộp này, em lên thanh lý cho anh chị em này. Mức giá 150.000 đồng. Đó, 150.000 đồng. Em có ngay một cái bộ tô vít ở đây, đủ đầy đủ các chi tiết nhá, đầy đủ các chi tiết. Và anh em có thể xoáy được những cái khẩu này, những cái con ốc 14. Đấy, từ con ốc số 5 anh em nhá, từ con ốc số 5 này, đầu bu lông số 5 này cho đến đầu bu lông số 14 này. Đấy, và tay này tay khẩu nhá, tay khẩu này. Đấy, tay khẩu đảo chiều. Ok anh em này. Giá chỉ có 150.000 thôi. 150.000 anh em có ngay một cái bộ như này, đầy đủ các chi tiết để cho anh em xoáy ốc hòa thị lục giác, rồi đầu dẹt, đầu ba ke, đầy đủ cho anh chị em luôn nhá. Đấy, đầu xoáy ốc khó, rồi đầu thanh nối dài, đầy đủ cho anh chị em luôn. Giá là 150.000 đồng thì em thanh lý nốt còn một bộ duy nhất. Đấy, 150k. Tiếp theo này, còn một bộ Tozama Tovit 63 chi tiết ở đây. 63 chi tiết nhá các bác nhá. Thì cái bộ này nó đầy đủ cho anh em tất tật tật từ 63 chi tiết anh em ạ. Đây này, chất thép CRV con H1.5 này, đầy đủ luôn. Đấy, ở đây thì có một cái tay này, tay này để anh em có thể là xoáy tất cả các thứ đấy. Bộ này thì sẽ sử dụng cho em những cái linh kiện nhỏ. Đấy, linh kiện nhỏ, linh kiện lớn từ con BH1, BH2 và BH từ những cái đầu hoa thị như này. Đấy, đầu hoa thị như này cho anh chị em này, xoáy con này cực kỳ là ngon. Và cái này nó tự nạp từ cho anh em nhé. Đây này, tự nạp từ cho anh em này. Đấy, tự nạp từ luôn. Ở đây thì có những cái đầu như này. Đấy, đầu như này để xoáy những con ốc Nhật. Ốc Nhật thì các bác biết rồi, có những cái linh kiện mà mình không thể nào mở ốc được, trừ có cái bộ này để anh em mở. Có một bộ duy nhất, giá thì là 200.000 đồng nhé các bác nhé. 200.000 đồng cho anh em một bộ 63 chi tiết như này. Ok nha. Đấy, thì các bác nào quan tâm đến cái mẫu này thì báo em, duy nhất có một bộ thôi nhá. Rồi, tiếp theo em lên cho anh em những cái mẫu CB này. CB này là CB chống chập quá tải anh em này, CB chống chập quá tải của Nhật mới tinh nhá. Tem là tem nhôm nhá, tem nhôm luôn cho anh chị em này. Con này là 40A,
40A. Đó, thì bây giờ hiện tại là cái mùa này nó đang dẫn đến cái cháy nổ rất là nhiều, nên là anh em sử dụng theo đúng cái công suất của nó nhé. Đấy, phù hợp gia đình nhà mình. Rồi ok, con này hàng Nhật mới tinh. Giá con này là 140.000 này, 140.000 một con nhá. Còn con 50A, đây tem nhôm này, thương hiệu Z này. Đấy, tem nhôm thương hiệu Z. Giá của nó là con 50A này là 150.000 đồng, 150.000 đồng. Và nó có 3 cầu thì anh em đấu cầu L1 và L2, dòng này, dòng điện một pha như của mình bình thường. Đấy, bên Nhật thì nó sử dụng 3 chân nhưng mình chỉ sử dụng 2 chân thôi anh em nhá. Đấy, sử dụng 2 chân thôi. Còn con 60A giá chỉ có 160.000 thôi anh em nhá. 160.000 thôi. Đó, đấy là dòng những cái dòng CB chống tải, quá tải, chống chập cho anh chị em. Rồi ok. Ngoài ra này, em có những cái CB chống giật. Con này 50A này. Đấy, dòng này 3 cầu anh em đâu sử dụng cho em 2 cầu ở đây, 2 cầu thôi. Hàng tháo tủ cực kỳ là ngon lành luôn, chống giật anh em nhá. Con này đến từ thương hiệu là Fuji nhá, Fuji Electric FA này, 50A. Đấy, hàng tháo máy cực kỳ là chất lượng cho anh chị em luôn. Thì mẫu này giá chỉ có 220.000 một con thôi anh em nhá. 220.000 một con. Đấy, dòng 3 nút này, dòng 3 nút này. Đấy, có chân cài luôn. Đây có con màu đen này, chân cài anh em này. Đấy, 220.000 anh em nhá. 50A này. Đó, anh em thấy không? Cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác nào sử dụng những cái mẫu CB chống chập này thì có CB chống giật này thì có thể là báo em. Con này là con 50A, con này thì nó là thương hiệu của Tarasaki này, Tarasaki anh em nhá. Đó, cũng là dòng 3 nút này. Rồi, ok. Tiếp theo là những cái dòng CB chống giật, cóc anh em nhé. CB cóc của Mitsubishi 30A, dòng giò là 30mA, để cho anh em có thể lắp vào bình nóng lạnh cũng như là làm những cái thao tác về máy móc công nghiệp, làm điện nước các kiểu nhá, để chống giật. Đấy, nút test rồi đấy, anh em cứ đấu cái đầu vào và đầu ra đây. Đấy, tức là nó cứ giò 30mA ra là nó tự đóng mắt cho anh em. Hàng này thì cực nhạy rồi cho anh em. Công suất là 30A nhá mọi người nhá, công suất 30A. Giá là 80.000 đồng trên một con, 80k, hàng đẹp luôn. Hàng rất là đẹp anh em nhá. Hàng made in Japan. À, ok nha. 80k trên một con CB chống giật. Lên tiếp cho anh em những cái cây kìm tách dây điện đa năng như này. Con này thì cực kỳ là chất lượng này, anh em nhìn. Cái bác nhìn có thể là nhìn từ những cái phần tay cầm. Đấy, từ những cái tay cầm. Hàng này thì nó là đa năng, cũng có phần cắt dây điện như này và ép cốt ở đây. Đấy, ép cốt này. Đấy, ép cốt này. Anh em làm điện cực kỳ là tiện nhá. Rồi, em sẽ cắt thử luôn cho anh em dây đôi nhá. Đấy, dây đôi ở đây. Mọi người này. Đây, em đưa hai dây vào luôn này. Đấy, mọi người có thể tách rất là ngon lành cho một cái mẫu như này. Đấy, thí dụ như là anh em cần tách một cái ở phần giữa như này thì anh em muốn đấu nối tiếp chẳng hạn này. Đấy, mình chỉ cần tách ở phần giữa này thôi mọi người nhá. Đây, thí dụ tách phần giữa này. Anh em chích ra này. Đấy, các bác muốn chích ra này, xong rồi chúng ta sẽ đấu thêm một cái đầu ở đây. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ sử dụng quấn dây vào là ok thôi. Đó, đây là em lấy một cái ví dụ rất là đơn giản như này cho anh em thấy nhá. Rồi ok, em báo giá cho anh em mẫu kìm tách dây điện như này. Kìm tách dây điện đa năng giá chỉ có 180.000 đồng nhá. 180.000 đồng cho một cái mẫu kìm tách dây điện đa năng. Đèn pin anh em nhá. Em mới về được một cái mẫu đèn pin này để dành cho anh chị em dùng trên ô tô cũng như là đi rừng đi phượt, mình cầm dùng rất là hay. Con này được thiết kế, được làm bằng hợp kim nhôm. Ở đằng sau này thì nó sẽ tích hợp cái la bàn ở bên ngoài luôn để cho anh em dễ sử dụng nhá, dễ sử dụng. Đấy, một đầu phá kính này. Đấy, phá kính. Một đầu phá kính luôn anh em nhá. Một đầu là hít nam châm. Đấy, đầu phá kính thì nó có cả cái đầu vỏ bịt cao su như này. Đấy, đầu này là đầu cắt dây. Cắt dây cái phần dây an toàn cho anh em ở trên ô tô nhá. Dây an toàn trên ô tô. Rồi, ở đây thì phiên bản này nó nháy đúng như kiểu nháy đèn cảnh sát Nhật luôn anh em nhá. Sản phẩm thì nó sẽ có đi kèm thêm cho anh em là dây cắp sạc chuẩn Type-C luôn. Đấy, chuẩn Type-C các bác chỉ về việc lắp vào cái củ điện thoại của các bác là các bác xài nạp thoải mái rồi. Để nó tích hợp
sạc cho anh em. Đấy, đây anh em nhá, cắm cái này, cắm cái phần này là anh em có thể là sạc cho một cái con này qua một cái thiết bị khác. Đấy, em sẽ điển hình cho anh em một cái sạc này đi, sạc qua cái con đèn pin này nhá, con bé sạc cho con lớn này. Đó, mọi người thấy không, đang cắm sạc này, bóng báo nguồn lên anh em nhá. Đấy, là từ con này sang con này. Đấy, ok anh em. Rồi, đến cái phần chức năng của nó các bác nhá. Đấy, nó có phần bịt nước cao su đây để anh em chống nước mưa. Đấy, chống nước mưa rất là tốt. Rồi, anh em chờ em chút xíu nào. Rồi, ok. Phần chức năng của nó này, ấn một phát này. Đấy, dòng này thì nó cũng là siêu sáng mà nó là rất là rọi như này. Rất là rọi nhá. Đấy, ánh sáng của nó là rọi, nó không có tỏa nhiều. Đấy, giảm ánh sáng các bác này. Đấy, và nháy nhá, dòng này nháy nhá. Rồi, các bác muốn chuyển vào chế độ về đằng sau như này thì anh em giữ lì cho em. Đấy, giữ lì cho em. Rất là sáng này. Đấy, rất là sáng ở đây. Ấn một phát nữa là giảm ánh sáng này. Rồi, ấn giữ lì tiếp tục này thì nó sẽ chuyển sang một cái nháy kiểu là đỏ xanh như này, là một cái bóng nháy của cảnh sát nhá. Các bác mà đặt trên ô tô mà được đặt như này, người đối diện đi thì đúng là đúng cảnh sát rồi, gặp cảnh sát anh em mình nhường đường rồi. Đấy, nháy nhanh này. Đó, rất là nhiều chế độ đây. Các bác cứ giữ lì là nó sẽ chuyển chế độ thôi. Đó, ok anh em nhá. Giá của một cái mẫu như này nó chỉ có 220.000 nhá mọi người nhá, 220.000 thôi. Đấy, cũng siêu sáng luôn, siêu sáng luôn, 220k. Rồi ok, còn rất nhiều các dòng sản phẩm nữa mà em chưa lên chia sẻ được đến cho anh chị em, thì hẹn mọi người vào cái video lần sau em sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa đến mọi người nhá. Ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em và các bác trong một cái video lần sau.